Đây cả nhà mình xem nè, tắc rất là đẹp luôn đó nha, đẹp lung linh luôn ha, tắc đẹp rồi mai đẹp hết cả nhà, tuyệt vời chưa. Thì cái giá chỉ có 200.000 đồng một cây thôi, cao nhiều nhiều ha, tàn túa sum xê, trái quá trời trái luôn nè, đẹp lắm cả nhà. Rồi thêm cái lô mai cũng rất là đẹp ha. Rồi chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của anh Lộc tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với vườn mai của anh Lộc ha. Thì bên vườn mai mình gồm có 3 mức giá. Mức giá thứ nhất là 800, mức giá thứ hai là 1,4 triệu và mức giá cuối cùng là 2,2 triệu ha cả nhà. Thì ngoài mai vàng ra thì trước mắt em là bên gia đình mình có khoảng trăm mấy cây tắc cả nhà. Trăm mấy chục cây tắc ha, rất là đẹp luôn cả nhà coi nè. Đẹp lung linh luôn ha. Tái thì nó trĩu quả ha, cực kỳ luôn. Thì nó có đợt tái nhỏ nó nè cả nhà, còn thí dụ mình mua về mình có lấy đợt nhỏ lấy, còn không thì nuôi đợt lớn ha. Nói chung rất là đẹp, nằm ở chậu 3 ha. Thì cái tắc này thì bên nhà vườn mình bán với giá là 200.000 đồng một cây nè cả nhà, 200.000 đồng một cây ha. Thì bán xô nha cả nhà. Thì mấy anh em mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ nhà vườn, rất là thiết thương. Tắc thì cây gốc không bự đâu, tại vì đa phần người ta làm chiếc cái nhánh á, chiếc nhánh nuôi sau một một hai năm người ta bắt đầu làm trái ha, nên cái gốc nó bằng nhỏ hơn chân cái em xíu, bự hơn tay cái nhiều, nhỏ hơn chân cái nha. Đa phần vậy, có những cây bằng chân cái cao khoảng 4 tới 5 tấc ha, tăng ngang cũng từ 5 tới 6 tấc, trái thì bao trái luôn ha. Đẹp lung linh luôn ha. Lúc này thì nó chưa có vàng ha, chưa vàng, tới có mùa nó vàng lên ha, mà bóng nhìn đẹp lắm nè. Mấy anh em coi nè, tắc nhìn thấy thương ghê chưa. Rồi thì để em vào sau em quay cái mai vàng cho cả nhà mình xem. Thì cái lô trước mắt em đây là lô nhà vườn mình bán với cái giá là 800.000 đồng một cây. Thì gốc nó dao động hoành từ 18 tới 20 ha, cao thì 1m2 tới 1m5, 1m7 ha. Cái này nó dao động xa quá ha. Thì đa phần thì 1m5 tới 1m7 nhiều nha cả nhà. 1m7 tới 1m5 nhiều. Thì cái lô này có 70 cây nè, nhà vườn giao lưu với chúng ta là 800.000 đồng một cây. Thì những cái hàng xô, hàng nhỏ nhỏ như thế này thì cái giá thông thường thì nó rất là dễ chơi ha. Lụ nút thì rất là ok. Gốc thì tầm 18-20, cao 1,5 m ha. Thì ở đâu cũng vậy, đa phần năm nay cái giá nó nới ha. Đây thì ở nhà vườn thì giá đa phần nó nới vậy đó, chúng ta dễ mua. Nụ nút thì phải nói luôn ha, nụ nút cứng ngắc. Thì có những cái cây đa phần những cái lô này nó cao 1,5 m tới 1,7 m, nhìn nó cũng khá là chuẩn đọt cả nhà. Này mua về trồng hay giá nó nới mua về trồng. Năm nay thì chúng ta còn mua được cái giá rẻ, năm sau thì cái giá nó rất là căng nha cả nhà. Tại vì ở lần tụi em mua mai ở lần mai Bình Lợi về ha, thì hiện tại thì năm nay giá cao lắm. Tại vì không phải ví dụ dân đó, nhiều khi người ta bán cái giá cũng không đến nỗi cao vậy, nhưng mà bây giờ đa phần là những cái vườn bên đó là lái đã mua lại hết rồi, lái lấy lại hết rồi, nên bây giờ người ta mình phải qua một lái nữa thì đương nhiên cái giá nó sẽ nhông lên rồi. Thì tới tay nhà vườn ở đây nữa thì cái giá nó cao nữa. Thì thành ra đó thì năm tới bảo đảm thì cây giá sẽ cao ha. Tụi em qua bên đó hiện tại mua không có được, bên nhà vườn qua đó mua giá rất là căng ha. Giờ những cây chỉ có 800.000 mà cao nhiều nhiều ha, bự chẳng vậy ha. Thì 800.000 là một cây. Những cái cây bên này nữa nè, thì cây nhìn rất là thông ha. Những cái dạng này chúng ta mua về chúng ta trồng thì nó ok ha. Còn đế thì những cái hàng mà mai nguyên thủy này thì đế nó không có giữ ha. Nói chung thì cũng có những cây thì nở cũ như vậy, còn có những cây thì nhà vườn người ta vô hơi sâu, sợ để nhô lên trái rễ cả nhà, nên vô hơi sâu nên mình không thấy có được cái dàn đế giữ ha. Nhưng mà cũng rất ok. Nói chung thì cũng lô này thì nó rẻ thì ok rồi, tại vì cái trạng này thì hôm đó này thì đi quay thì nó cũng dạng dạng này ha, dạng dạng này thì giá 800-900 triệu vậy đó. Chứ năm nay mà cái bán cái giá cao mấy anh em mình cũng không mua đâu, cũng nói thẳng vậy đó. Tại vì hôm đó nay thì những cái clip trước em quay thì cái giá nó không có cao,
nên thì mình quay sau, nếu như muốn bán cả nhà, muốn cho cả nhà mình thì phải nó phải rẻ, nó phải bằng hoặc là nó thấp hơn mới bán được. Nên những cái lô chặng này thì mấy anh em có ưng hay không thôi, chứ cái giá nó thì nó rẻ rề rồi ha, ưng hay không thôi. Rồi qua tới một cái chặng kế nữa là cái chặng 1,4 triệu. 1,4 triệu thì nó to hơn này ha. Đây, những cái mặt hàng 1,4 triệu thì toàn túa xum xê vậy, nằm ở chỗ 5 nha. Nằm ở chỗ 5, nụ nút này thì rất ok ha. Tất cả các nhà vườn ở chợ lách Bến Tre thì người ta làm dàn nụ cũng phải nó tương đối là khá ha cả nhà. Làm dàn nụ nó ngon lành luôn á. Cái tháng này chưa đâu, qua khoảng cuối tháng này á, cuối tháng này á hoặc là đầu đầu tháng chạp á, cả nhà mình coi ha. Cái nụ nút bự chảng luôn. Ví dụ như cái cây này cái nụ nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà bây giờ làm nụ mình đi phân chừng 2 đợt là tới khi đó là bự chảng rồi. Đây, cái hàng này thì 1,4 triệu cây nè, tàn túa phải nói sum xuê luôn ha, cứng ngắc luôn nè, không có người đứng cho cả nhà mình xem. Thì hoành nó cũng dao động từ từ 20-22 nha cả nhà, 20-22 đấy. Thì tàn túa cứng ngắc luôn nè. Lô này thì được 60 cây nha cả nhà, 60 cây. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ nhà vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Thì em sẽ để số điện thoại bên trên màn hình, cả nhà mình có xem được á thì liên hệ nhà vườn mình, điện trực tiếp cho nhà vườn nha, đừng điện cho em không có mua bán nha. Thì số điện thoại bên trên màn hình cũng như bên dưới phần tiêu đề đó mình xem. Thì cả nhà mình ví dụ như mình có ưng á thì nhờ nhà vườn mình quay Zalo ha, quay kỹ lại, tại vì em quay trong vỏn vẹn một clip mà khoảng 200 cây này mình không quay từ cây được đâu, chủ yếu là quay để giới thiệu cái nhà vườn với cái mẫu cây cho mấy anh em mình xem thôi, chứ nhiều anh em xem thì cũng hơi khó tính ha, quay không quay kỹ này nọ, mấy trăm cây sao quay nổi cả nhà, nhiều khi có vườn cả ngàn cây sao quay hết từ cây. Rồi với lại mấy anh em quay cái kéo qua, mấy anh em kéo mất tiêu hết trơn, không có coi hết clip đâu, rồi nó quay không quay đế, quay không báo giá, những cái giá lúc nào em cũng báo ở đầu clip hết trơn nha cả nhà. Cái lá lúc nào giá lúc nào cũng báo đầu clip cho mấy anh em mình khỏi phải tò mò. Đây những cái cây mai ở vườn mình, những cái chột chục lá với chỗ cái chục chục cành rất là cứng rồi nha, nuôi chục cành cứng vậy nó bung nụ lên, cái bông nó to lắm, cái cánh bông á, còn cái cánh nhiều hay ít đó là tùy theo cái loại của cây thôi. Nhưng mà khi chúng ta nuôi được cái chột nó mập á, thì một cái nụ nó sẽ lên từ 5 tới 7 bông, và cũng như là nó sẽ ra cho chúng ta cái diện tích của cái bông nó to hơn những cái cây mai nó chột mà nó mỏng ha, mỏng manh á. Thì tàn túa xum xê gì thì 1,4 triệu một cây. Rồi qua tới cái chặng cuối cùng, chặng cuối cùng là cái chặng này thì bên nhà vườn báo chúng ta là 2,2 triệu, nó nằm ở chậu chậu 5 chậu 6 ha, chậu 5 chậu 6 2,2 triệu. Thì bên nhà vườn mình nó thì ưa chuộng những cái form con đực, con kẹo ha, con cho nó kẹo ha, không có cho nó thả tàn, không có bung tàn. Đây, chậu 5, chậu 6, chậu 7. Thì cũng cái lô này cũng được 40 cây nha cả nhà. Lô này ở 7 lô lộn lô này cũng được 60 cây. Thì cái lô loại 1 triệu 1,4 triệu với loại 2 triệu 2 thì đều là 60 cây ha. Thì cái chiều cao của lô mai này thì nó dao động từ 1,5 m tới 2,2 m ha, tại có một số thì nhà vườn mình con lùn. Cái hoành gốc á thì nó dao động từ cũng từ 20 tới 22. Có cái cây này nó bự quá trời nè, không biết có trong trong đám không biết. Có cây bự này không chú? À dạ, tự nhiên quay qua thấy cây bự quá trời 40 hoành. Dạ. Thì nó dao động từ 20 tới 22, có những 20, 23 24 luôn. Vậy là 20 tới 23 đi, 24, 25 cũng có ha, 24, 25, như những cây bên này, tại nãy giờ em đưa chưa đi qua hết, 22 tới 24 nha cả nhà, 22 tới 24.
Cao thì đa phần thì nó nằm mét 7 tới 2 mét á. Mét 7 tới 2 mét nhiều nè, những cây 2 mét 2, những cây này cao nghiêu nghiêu luôn nè. Thì giá 2 triệu 2 một cây hết cả nhà. Năm nay nhà vườn bán xong thì năm tới chắc là mai gốc nhớt hết. Bán cái giá rẻ quá mà qua bên kia mua giá mắc quá vậy. Về làm ngán lắm. Có mấy cái này không chú? Dạng này khác ha. Ha, vậy là khu này nữa ha. Tại rồi mấy cái này mình có bán không? Bán thì bự thì mình quấy giá bự dạ. Dạ. Thì cái chặng này cũng 2 triệu 2 ha. Dạ. Bởi vậy nãy dòm sao thấy 60 cây mà ít quá. Còn bên này nữa cả nhà, thì bên này cũng giá 2 triệu 2 nè. Thì hiện tại nằm ở chỗ 6 hả? 6, 6. Ừ. 6 mà nhìn coi nó bự quá ha. Năm nay cái chú có loại đi mua chưa? Chưa. Mua năm nay mua cũng không nổi đâu, giá cao lắm. Không có cây này luôn. Dạ dạ. Ở bển năm nay cái mấy cái hàng này giá cao lắm. Trời ơi, mua 788 tính ra làm vậy chứ bác không có lời, tại có mấy cây cơi còn như nhỏ nhỏ lọt qua hàng kia hết trơn à. Dạ. Ấy mấy anh em thấy vậy á, quay nhiều khi em quay có những nhà vườn rẻ ghê luôn, cái mấy anh em la mắc la rẻ, tại vì những cái nhà vườn đó người ta mua cái cây mai trụi người ta xứa ra thấy búng ra cái tàn thùm lum bán giá rẻ rề, cái mình mình nói trời ơi cái vườn nó rẻ, cái vườn ông này mắc quá. Thật chứ cái cây mai chúng ta mua những cái cây mai này thì chân cành nó từ trong nó đâm ra ha, thì cành nhánh thiệt không, mà còn kia là nó xứa lên mình thấy bùm sùm, như thật chất bên trong nó khi chúng ta lặt lá ra xấu quắc à. Dạ dạ, nên nhiều khi người ta thấy cái tàn bự người ta nói ủa sao bán rẻ dữ, nhưng phải tới cái lúc lãi lá ra mới biết. Thì cái hàng bên này là hàng triệu tư nè cho cả nhà, này triệu tư phải không chú? Này bên nhà vườn mình bấm rất là nhặt ha, những cái tàn bấm con rất là nhặt luôn, cành nhánh rất là cứng luôn nè, những cái cành nhánh cứng vậy ha, khi mà nó nở ra một nụ nó đẩy sẽ ra là từ 5 tới 7 bông ha, và cái bông nó bự lắm. Dạ thì thời gian gần đây thì những cái hộ mà bên ở làng Mai Bình Lợi người ta làm kiểu như công nghiệp luôn vậy đó, người ta cho nở vào những cái lối tháng nghịch mùa đặng cho nó thụ phấn những cái cây bông lớn với nhau á, còn nó nở ngay mùa Tết thì nó ra thụ phấn chéo một cái, thì nó thụ phấn với những cây nhỏ nhường vườn khác thì cái mai chúng ta nó không có ra được bông lớn, nó thụ phấn chéo thì đa phần nó đi mai năm bông năm cánh thì nhiều. Dạ dạ, thì năm nay mấy năm nay thì ba hàng nhỏ nhỏ này là bông bự không à, bông từ 8-12 cánh nhiều, miễn còn không cũng 7-8 cánh ha, thì đa phần thì bông nó to không à, chứ giờ mà kiếm 5 cánh chuồn chuồn như xưa mà những chặng nhỏ nhỏ này chắc không có quá, coi chừng sau này nó hiếm á. Thì báo với cả nhà mình vậy để mấy anh em mình an tâm, hôm đó nay em quay nhiều cái đám vậy, nếu mà có bung bông á thì thấy bông đa phần to to không à, cái vườn của chú thì chưa có nở bông gió nhiều, có một số vườn nay chướng lên á, rồi cái bông gió nó nở ghê hồn lắm. Dạ thì đa phần á cái gió chướng lên là nó dễ bị nở bông gió, với lại nó đi đọt cái nha. Thôi ở cái dàn nụ nè quá trời ha, rồi thì em cũng xin nhắc lại cả nhà mình, thì cái địa chỉ vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, một trong những cái địa phương mà hôm đó nay em quay rất là nhiều. Thì hàng năm thì sẵn xuất ra thị trường cũng rất là nhiều các mặt hàng may vàng này ha cả nhà. Thì cả nhà mình thí dụ như có về được thì mình về tận vườn mình xem cho dễ ha cả nhà. Thì tình hình năm nay thì đa phần ở nhà vườn đều chích ngừa đủ 2 mũi hết rồi, nên chúng ta về tận nơi cũng đỡ ha, bớt sợ. Năm nay thì nói tinh thần vậy thôi nhưng mà chúng ta phải kỹ.
ta phải kỹ ha. Thì nhà vườn mình cũng ngại cái vấn đề dịch bệnh nên năm nay bán cái giá cũng tương đối nới để chúng ta dễ mua dễ bán ha. Thì mấy anh em coi vậy chứ hôm đó nay ở địa phương em thì bán khoảng nếu như vườn này em quay thì bán 70% đổ lên nè, 70% tất cả các mặt hàng á, nên cũng đỡ lắm. Nói chung á thì mấy anh em mua là trồng là chính nha, còn nói mà cái vấn đề mua bán á, thì cũng có nhưng mà ít ha. Ví dụ một số anh em mua ở nhà có mặt bằng sẵn thì người ta sẽ mua về người ta dựa. Còn lô á, thì trên tinh thần thì em chưa có nắm được nhiều, nhưng mà cũng cũng mua về làm gì cũng vậy, nhưng mà có mua được thì nhà vườn cũng mừng ha. Chung thì cũng ngán, ví dụ mà lên lô rồi ngồi này nọ lên thì thứ nhất là sợ dịch, thứ hai nữa rồi không biết có mấy anh em có ra mua hay không nữa, nên bán cái giá nói nới cho chúng ta dễ mua dễ bán ha. Thật chất mà để nói mà tính ra cái công ha cả nhà, tính ra một cái là nhà vườn mình bán lỗ luôn á. Tại vì bây giờ cái công mà lao động ở chỗ em là làm một một tiếng đồng hồ là 50.000, thì bao nhiêu cái vườn mai mà mình là làm một ngày 2 tiếng là chạy ra 100.000 ngày rồi, thì một tháng 3 triệu, một năm là 36 triệu ha cả nhà, nội tiền công không á, mình chưa tính tiền cây rồi tiền phân thuốc rồi chậu bọng này nọ nữa, là cả nhà mình thấy một năm cái chi phí nó ra bao nhiêu ha. Rồi chưa tính mà bán, không ai tính tới cái mà vấn đề mà cái vấn đề sức khỏe ha, xịt thuốc rất là nhiều rồi bệnh hoạn này nọ trong đó không ai tính hết trơn cả nhà. Nhưng mà cả nhà mình thấy á thì mấy anh em thì mua thì bỏ tiền ra mua thì đương nhiên phải phải có khen có chê ha, có mắc có rẻ thì đó đương nhiên, nhưng mà cả nhà mua được ủng hộ nhà vườn thì cảm ơn. Mua thì đương nhiên cả giá thì vẫn mua vừa bán thôi chứ không có gì, nhưng mà trên tinh thần á thì cả nhà mình có mua được giúp nhà vườn thì cảm ơn rất là nhiều. Em đã quay ở đây thì nói cả nhà mình thương, dụ như quay á thì cũng có lấy chút đỉnh phí để dành xăng cộ thứ nhất, thứ hai nữa là em cũng giúp đỡ nhà vườn, thứ ba nữa thì giúp đỡ những bà con trong trong xóm em thôi. Những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình quay mình có chút đỉnh để mình mua gạo ha, mua gạo mỗi phần gạo 25 kg để tặng một số bà con vậy thôi. Thì không phải là em khoe để ông đó tốt lành cái gì, nhưng mà ý nói ở đây để mấy anh em có mua được nhà vườn thì ví dụ như em có nhận được cái tiền của nhà vườn thì không có nhiều cả nhà, nhận cái công quay thôi chứ em không có nhận bán, không có nhận cà phê cà pháo gì, thêm công quay thôi. Thì mấy anh em mua được thì mình nhận nó cũng vui trong bụng vậy đó. Rồi em cũng lấy cái tiền đó em tích ra một phần để em mua gạo cho bà con nghèo thôi. Thì mấy anh em có mua được thì em cảm ơn, mua đâu cũng vậy, mua giùm mấy cô chú đây thì em cảm ơn. Không phải mình nói cái vấn đề tốt thì giờ làm mà nói ra thì thành ra kỳ, mà không nói ra thì nhiều khi cũng có những cái anh em người ta sẽ giúp đỡ ha, giúp đỡ. Nhưng mà ví dụ như mua em thì em tao tận nơi thôi chứ em không có qua cái hội này hội nọ hoặc là này kia. Ví dụ như những anh em nào có giúp đỡ thì cho em xin phần gạo vậy đó, thì cho cái bà con nào ngay chỗ đó vậy thôi, em không có lấy tiền lấy bạc. Em cũng ngán cái vụ đó lắm. Thời gian gần đây em nghe nghe cái vụ mà vận động từ thiện này nghe cũng ngán quá ha nha, nghệ sĩ đâu này nọ, nên mình làm được nhiêu thì mình giúp người ta nhiêu vậy đó, chủ yếu là gạo thôi cả nhà, cái nào mà nó thiết thực nhất thôi. Còn đồ ăn không có thì ăn nước tương cũng sống được, ví dụ mình nói vậy, ở quê thì rau luộc ăn cũng được. Tại vì mấy anh em biết sao không, cái những cái anh em mà đi thành phố về á thì người ta ở thành phố có việc làm nhưng mà về đây người ta cũng không có công ăn việc làm, nên cái thời gian mà ở ở quê về quê đó không có việc làm nên không có gạo ăn thiệt chứ không phải chơi nha cả nhà. Dành dụm em nói ví dụ dành dụm đi thành phố mặn có nhiêu tháng, dành dụm được chừng 20-30 triệu về ở mấy tháng trời, về ở mấy tháng trời thì nó hết hết tiền dành dụm thì không có công ăn việc làm thì đói chứ không phải chơi đâu nha, nói thiệt á. Rồi thì em xin xin chốt lại cái mức giá cho cả nhà mình cùng nhớ cùng cùng nắm ha. Thì có gồm bên nhà vườn mình gồm có 3 mặt hàng ha, thì một loại là 1 triệu 2, một loại 2,2 triệu, một loại 1,4 triệu, một loại 800.000 ha. Thì tổng cộng trên dưới khoảng 200 cây, 190-200 cây gì đó. Rồi bên nhà vườn mình có khoảng trăm mấy chục cây tắc bán với giá là 200.000 một cây. Dù 200.000 thì cả nhà mình dạng như mình lựa cũng được được nha, ví dụ mình lấy được số lượng nhiều nhà vườn sẽ bớt nữa, thì mình tên tinh thần là cái giá vậy ha. Thì bình thường nắm cái giá sàn thì mình tính cái giá từ 50% vậy đó,
Ví dụ như 200 cây thì mình lấy 100 cây thì giá 200 ngàn vậy thôi. Còn ví dụ mình lấy nhiều hơn thì bớt lại, còn ít ít nữa thì mình thêm vào. Vậy đó cả nhà. Thì tắc của vườn của chú rất là đẹp nha. Em khẳng định hôm đó đi quay nhiều chỗ thì vườn của chú làm rất là đẹp, nhưng số lượng không nhiều thôi. Như thí dụ mình mua đi bán thì số lượng 100 mấy chục cây này thì nó không có đủ lô chúng ta. Chúng ta mua thêm mai này nọ nữa thì vừa ha. Thì em xin kết thúc cái clip tại đây. Thì rất mong được sự ủng hộ cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như là thật là nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.